Xin chào cô chú, anh chị em và các bạn. Hôm nay Trang xin chia sẻ một cái món của Việt Nam mình, đó là bánh mì Việt Nam, bánh mì làm theo kiểu truyền thống. Thì đây là Trang đã có 500 g bột bánh mì. Bột bánh mì này thì cả nhà mình mua cái loại bột bánh mì mà có protein là 13%. Rồi cái đến nữa thì Trang sẽ có là nước lạnh, nước thật lạnh nghe cả nhà mình. Đây là dầu ăn, rồi một tí xíu chanh và tí xíu muối, và đây là một tí đường và cũng như là men khô để làm cho bột bánh mì mình nó nở và nó sẽ dai, nó ngon hơn. Thì Trang xin nói về vấn đề nhồi bột này. Thì bột này mình bỏ chanh làm cho nó có cái tác dụng là trắng bột và làm trắng và mịn bột, rồi đồng thời nữa thì bột nó sẽ có tơi sợi ra dai và ngon. Muối thì có tác dụng là để làm cho bột của mình nó sẽ hơi đậm đà và nó vừa ăn, cũng như là đường. Thì bây giờ mời cô chú anh chị em và các bạn cùng làm chung với mình nha. Đây là cái thau bột mà nguyên liệu Trang đã cho hết vào trong này và Trang đã trộn cho nó thật là đều. Thì bây giờ mình sẽ lấy mình nhồi bằng tay nha mọi người. Mình sẽ nhồi bằng tay. Thì nó cái việc nhồi này á thì nó cũng phụ thuộc vào giống như là cái thời gian á để mình nhồi. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là vì mình không có sử dụng bằng máy, mình làm bằng giống như là bánh mì Việt Nam mà làm theo kiểu truyền thống á, thì mình nhồi thì như vậy á, thì mình cảm thấy là cái bột của nó mình á, khi nào mà cái độ dai của nó và cái độ nở của nó tới á, thì mình cảm nhận mình sẽ biết. Giờ thì Trang á, đã nhồi ở trong cái thau, cục bột nó được như vậy rồi nè cả nhà mình. Thì giờ mình sẽ đem nó ra ngoài cái bàn thớt này để mình nhồi nó. Thì cái bàn thớt này mình trước tiên mình phải thoa dầu ăn lên cái bàn này để cho nó đừng có bị dính bột. Đó. Rồi mình cho bột lên đây mình nhồi. Mình nhồi để mình đập, mình kéo nó. Nhưng mình làm nó như vậy nè. Mình lấy cái cùi tay của mình á, mình kéo nó. Nhồi mình kéo nó như vậy để cho nó được dai hơn. Làm như vậy thì giống như là các bạn mà nhà mình không có máy để mình đánh bột á, mình vẫn có thể mình làm được. Làm như vậy cũng giống như mình tập thể dục luôn nha các bạn. Đó, mình cứ lấy cái cùi chỏ mình ấy, cái cùi của tay của mình ở đây nè, mình đè nó, mình kéo vậy nè. Mình kéo nó vậy nè để cho mình bột á, nó dai với lại nó nở ra. Đây giờ Trang lấy cái cây ráp này nè, Trang la ráp lại rồi Trang ủ qua. Tùy theo nhiệt độ, nếu như nhiệt độ nhà các bạn ví dụ như là 25 độ hoặc 30 độ thì các bạn sẽ ủ từ 30 phút đến 35 phút. Còn tùy theo nhiệt độ nữa nha các bạn. Như nhà Trang hiện bây giờ là nhiệt độ 20 thì Trang khoảng ủ khoảng cỡ 40 và 45 phút. Như vậy thì bây giờ mình sẽ để cho nó vào cái thứ nhất là nếu như mà trời mà nắng thì mình sẽ đem nó ra mình để ngay chỗ nào mà nó hơi ấm ấm á, có ánh nắng nó hơi ấm ấm thì men nó sẽ nở nhanh hơn. Còn như bây giờ nhà Trang bây giờ á, thì Trang sẽ cho nó vào cái lò vi sóng. Trang để ra Trang đậy lò lại thôi chứ Trang không có mở lò, hoặc không có mở lò hay là gì hết nha các bạn. Mình chỉ cho nó vô cái lò vi sóng đó để mình lấy cái nhiệt độ mà nó ấm á, từ trong cái lò đó thôi, chứ mình không có bấm nút điện hay là cái gì hết nha các bạn. Đây các bạn xem nè, bánh mì, bột bánh mì á,
Trang đã ủ nó được nè, cục bột này Trang đã ủ nó được 40 phút rồi nè. Bây giờ các bạn nhìn xem nè, cái nó to, nở to ghê không? Cái cục bột nó nở to ghê không? Nở phình to lên gấp đôi luôn á. Giờ mình tay mình sẽ thoa dầu. Rồi mình sẽ lấy cục bột này ra. Các bạn thấy hồi nãy lúc mà mới ủ á, Trang làm bên trong cho nó bọng nè. Đó. Bây giờ thì cái mặt bột, cái mặt trên này, cái mặt đẹp này mình sẽ cho nó xuống dưới. Và mình sẽ chia bột. Thì cục bột này á, Trang sẽ làm á, là theo như nhà Trang ăn á, thì ăn vừa với lại một người ăn một ổ bánh mì á, thì Trang sẽ chia cái cục bột này là làm 6. Trang chia nó ra làm 6 là được 6 ổ. Là theo cái nhà Trang ăn á. Còn như nhà các bạn mà ăn ít hơn thì có thể là chia ra làm 8. Đó, giờ mình sẽ chia nó ra. Ví dụ như nhà các bạn nè, có cân á, thì các bạn muốn chia cho nó đều á, thì mình cắt bột như vậy nè, rồi mình cho lên cái cân đó mình cân để cho nó đều. Còn như thì Trang làm á, nhà mình ăn mình cũng không có cần thiết phải cân, nên là Trang cứ để như vậy thôi. Trang cứ để như vậy rồi Trang làm thôi. Thì bây giờ á, thì mình bột mình đã chia như vậy rồi, mình sẽ lật ngược lên mình tém. Các bạn thấy không, lật ngược lên mình tém rồi. Thay vì mình cho nó xuống dưới cái bàn á, mình vo cho nó tròn, nhưng mà cũng không cần thiết đâu các bạn, không cần thiết làm vậy đâu, mình cứ làm cho nó tròn tròn như vậy là được mà. Bởi vì mình làm ăn ở nhà mà, mình đâu có phải là mình làm bán gì đâu. Đó rồi, tay mình đè nó như nè, đè để cho cái bọt á, cái bong bóng á, cái bọt khí bên trong nè, cái bong bóng này nè, nó xẹp đi. Mình ủ á, là nó sẽ có cái bong bóng nó nổi lên á. Bây giờ mình đè nó xuống, mình đè nó cho nó bể cái bong bóng đó. Rồi mình cứ làm cái tay mình cho nó tròn tròn như nè, mình nắn cho nó tròn tròn như nè, mà ở dưới bên dưới này nè cũng cho nó hơi có bọng bọng giống như vậy nè. Đó, tay mình cứ đè như nè, đè ép nó xuống để cho nó bể cái bọt khí bên trong, cái bong bóng khí bên trong này ra, rồi mình cứ cuộn nó lại. Ngày xưa Trang không có biết làm á, cứ học làm xong rồi á là làm ra là không có ăn được, làm ra nó cứng lắm, không có ăn được, cứ là bỏ không à. Bởi vì là do nơi bột mình mua, mình không biết lựa bột á, mình không biết, là giống như mình mua cái bột mà để cho nó đủ cái protein của nó đó, với lại cái men á, thì mình làm ra bánh mì nó không có nở mà nó cứng, nó sượn giống như cục đá vậy đó, khó ăn lắm. Bánh mì mà nó cứng như đá là thôi, kiểu như bà bỏ thôi chứ không có ăn được nữa, không có làm lại được nữa. Có mấy cái bọt khí nó, mấy cái bong bóng nó ở bên trong đây nè, mà đè nó xuống nó nghe lụp bụp, nó bể nó nghe lụp bụp luôn á. Rồi thì bây giờ mình nó do nó tròn như vậy rồi, thì mình sẽ lấy cái miếng vải mình trùm nó lại, mình để nó đây khoảng 5 phút. Trùm nó lại để cho nó đừng có bị khô cái mặt bột đó các bạn. Trùm lại để cho đừng có khô mặt bột. Rồi xong rồi mình để nó đây 5 phút. Mình đã ủ cho nó thêm được 5 phút nữa thì bây giờ mình dở ra. Mình dở nó ra để mình vo nó, mình làm cho nó thành ổ. Bây giờ thì mình để nó qua một mé rồi á, mình sẽ đẩy nó lại. Tại vì mình không đẩy nó lại á, các bạn biết không, là bột nó sẽ nhanh khô lắm. Bột nó nhanh khô thì mình làm á, cái bánh mì á, cái nó không có được đẹp. Nên á, mình phải cần đẩy nó lại. Mình làm cục nào là cục mà bột nào thì mình lấy nó ra cục đấy mình làm thôi. Đó, bây giờ của mình nè. Xe.
thấy nó dài ra. Cái cục bột này là đang cắt nó hơi nhỏ nè, nó không đều rồi. Nếu mà các bạn mà muốn chính xác á, muốn đều á, bột á, thì mình cắt bột ra cái mình bỏ lên cái cân á, mình cân á, cân nó cho nó đều. Còn như Trang á, thì Trang làm quen rồi, làm ăn ở nhà vậy hay kệ, nhỏ lớn gì cũng được. Đó. Xong rồi cái tay mình á, mình cuộn nó lại như nè các bạn, mình ép nó lại như nè đó, xong cái mình cuộn nó, cái mình kéo nó, kéo nó. Các bạn thấy không? Đó, cái tay đang nè, đang kéo nó. Rồi thì cái đầu này á, mình sẽ gấp nó lại, mình gấp cho nó dính lại, để nó, nếu không á là nó sẽ bung ra. Mình gấp cho nó dính lại vậy nè. Rồi thì mình lấy cái tay của mình á, mình ép, mình đè nó, kéo nó xuống. Kéo cũng ít thôi, đè nhẹ thôi nha các bạn. Nếu mà mình kéo mình đè mạnh quá đó là nó sẽ bị xẹp cái bột bánh mì của mình á. Cái bột bánh mì này làm nó có nhiều cái nó cũng khó chịu lắm. Đó. Rồi. Các bạn thấy không? À, thì bây giờ cái chiều bột á, thay vì nãy mình gấp cái đầu bên chỗ này thì bây giờ cái này cái chiều đó mình sẽ để nó xuống dưới, nó nằm xuống dưới để tí xíu nữa mình nướng á là cho nó không có bị bị vỡ nó cái miếng nó ra đó. Rồi xong cái là giờ á, mâm thì cái mâm này á, thì mình cắt giấy mình để sẵn nó đi, rồi cái là mình cho nó lên. Rồi cái mặt đẹp á, mình cho nó xuống dưới, còn cái mặt xấu này mình đưa nó lên trên để mình cuốn nó vô trong. Thấy không, ủ 5 phút nữa cái là nó có cái bong bóng nó nổi lên tiếp nữa. Đó, nghe bụp bụp không các bạn, nghe cái tiếng nó bụp bụp luôn nè, cái bong bóng đó. Cái chỗ này á, là cái chỗ mình ghép miếng cho nên là mình làm cho nó mỏng mỏng ra, làm cho mỏng mỏng là để tí nữa mình ghép nó dễ. Rồi tay để vô cuộn đó, rồi mình có cuốn mình cuộn nó như này các bạn đó. Rồi cái mí này mình ghép lại, mình bóp mình ghép nó lại cho nó dính, để không thôi nó sẽ bung. Rồi giờ mình đè nhẹ nó xuống, đè nhẹ nhàng cái tay mình kéo mình đè nhẹ nó xuống. Đó, các bạn thấy không? Bột khí nhiều lắm, cái cục bột nó nở tốt ghê á, nó có bột bong bóng khí nhiều ghê luôn á, tức là bột mình nó nở khỏe đó các bạn. Các bạn á, mà làm bánh mì để ý, nếu như mà bột á, mà nó có nhiều bột khí bên trong, nó có bong bóng như vậy á, tức là bột của mình đã nở đủ và bột khỏe. Men của mình á, mình cho men vào mình làm men tốt nên là nó nở lên, nó có nhiều bọt bong bóng như vậy nè. Mình cứ lấy cái tay mình cứ làm vô vậy nè các bạn, mình kéo nó, kéo nhẹ nhẹ từ từ nó đó. Rồi ráp cái đầu lại, đè nó vậy mà bên trong này nó vẫn còn cái bong bóng của nó nữa nè, nó chưa có hết nữa. Các bạn thấy bong bóng nó không à? Mình phải đã bóp nó để không lát nữa cái da bánh mì của mình nó sần, nó không có đẹp. Trang là cái này là Trang làm chưa có kỹ á, phải bóp cho đè cho nó thật là kỹ để cho cái da nè, nó còn những cái bọt này lặn lát nữa bánh mì, cái da bánh mì của mình á, nó không có được đẹp đó các bạn. Các bạn phải lưu ý, để ý giùm cho Trang cái này nha. Rồi đây, giờ là bánh mì của Trang á, Trang đã làm được 6 ổ như vậy. Thì
thì mình nếu mà mình để nó vào trong cái mâm này rồi á, là các bạn phải để cho nó im một chỗ như vậy, các bạn không được dời nó. Nếu mà bạn dời, các bạn dời nó đi á, là cái ổ của bánh mì của mình á, nó sẽ bị xẹp xuống. Nên là nó cũng khó chịu cái chỗ này á, là nếu mình đã đặt cái cục bột vào trong cái mâm này rồi là mình phải để yên nó một chỗ, còn mình không có được dời nó đi nữa. Và mình để vô trong cái mâm này thì mình cũng phải cách khoảng. Đây nè các bạn, thì bây giờ Trang sẽ cho nó vào cái lò nướng bánh mì á. Trang sẽ để Trang ủ, ủ nó thêm khoảng 10 phút đây. Đó, Trang chỉ để nó vô như vậy thôi, rồi Trang đậy nắp lại. Đậy nắp lại khoảng 10 phút. Bạn thấy đây là hai cái dĩa bột của Trang. Thì Trang đã ủ nó thêm được 10 phút ở trong lò. Thì bây giờ các bạn thấy nó nở to lên nữa nè, nó sẽ phình, nó nở to lên nữa. Tí nữa mình cho nó vô lò nướng nó còn sẽ nở nữa. Thì đây là đã được 10 phút rồi. Thì bây giờ mình sẽ mang nó ra ngoài, mang ra đây mình để. Và thì để cho là mình sẽ để ở đây 10 phút nữa rồi mình mới đem đi nướng. Thì trong vòng mình để ở đây 10 phút thì bây giờ mình sẽ đi bấm nút, mình mở lò để cho nó nóng lò, mình làm nóng lò 10 phút trước khi mình cho bánh mì vào bên trong. Rồi mình sẽ ủ nó thêm được 10 phút ở ngoài rồi nè các bạn. Thì bây giờ mình tháo cái ráp này ra. Thì người ta có cái dao á, cái dao giống như cái dao lam vậy đó, để người ta rọc bánh mì, giống như mấy người mà làm chuyên nghiệp á, người ta rọc bánh mì. Còn như Trang á thì Trang cứ lấy cái dao lam bình thường này nè các bạn. Thì Trang rọc nó thôi à. Trang cứ lấy cái dao lam bình thường này Trang rọc thôi. Đó. Đây. Thì bây giờ Trang rọc và hai loại, một loại là Trang sẽ rọc gạch ngang về và một loại Trang sẽ mổ nó đi về, thử coi cái ổ nào là nó đẹp nha các bạn nha. Đó. Mình cứ lấy cái tay mình cứ gạch ngang nó vậy nè các bạn. Mình đánh cho nó giống như đánh một cái vòng, nó giống như chữ C vậy đó, cạn cạn giống như chữ C vậy đó. Đó các bạn. Ở dưới đây thì Trang sẽ gạch ngang. Gạch ngang thử coi cái bánh mì của mình á, coi là cái kiểu nào nó sẽ đẹp hơn. Trang thì Trang thích cái kiểu mà gạch ngang này hơn nè, gạch xéo xéo này hơn nè. Rồi, mình gạch xong rồi á thì các bạn phải lập tức xịt nước. Mình sẽ lập tức mình xịt nước, nước lạnh nha các bạn, mình xịt nước cho nó ướt bề mặt của bánh mì. Đây. Đó. Rồi mình lập tức mình nhanh mình cho nó vào lò nướng liền. À, các bạn, Trang đã cho nó vào lò nướng rồi nè. Thì Trang nướng khoảng tầm độ cỡ 25 phút là nó chín đó các bạn. Bánh mì Trang nướng đã xong rồi nè cả nhà ơi. Bây giờ Trang sẽ lấy nước tương ớt á, Trang ăn thử. Trang mời cả nhà cùng ăn với Trang nha. Đây cả nhà, 6 ổ bánh mì Trang đã nướng xong đây. Bây giờ thì Trang bẻ Trang ăn thử coi coi là cái độ giòn hay là ở bên trong á, cái ruột của nó như thế nào. Thì Trang sẽ có làm một cái chén nước tương ớt. Thì bây giờ mình ăn thử coi cái bên trong của nó ngon không và nó như thế nào. Thì mời cả nhà cùng ăn với Trang nha. Ôi, nó giòn, cả nhà thấy không? Bẻ ra nó giòn nè, mà bên trong nè, ruột của mình nè, nè nó rỗng ruột bên trong nè, nó ngon ghê không? Coi nè, bẻ tới đâu nó giòn cái đó nè. Vỏ mỏng mà giòn ghê không? Cái này đang nóng như vậy nè, chấm nước tương ớt ăn ngon lắm luôn á cả nhà. Ngon quá, ăn nó giòn nó ngon quá. Xé ra bên trong nè cả nhà nhìn xem nè. Ngon hết sức. Bánh mì này á, mỗi một lần mà Trang làm á, là anh chồng nhà Trang á, ảnh chờ
ảnh chờ ảnh canh đó là nướng vừa xong ra như vậy nè, là ảnh lấy xong cái ảnh lấy cái bơ á, ảnh trét lên ảnh ăn liền luôn, nó nóng mà nó thơm ngon dữ lắm. Cho nên lúc nào mà nói là nướng bánh mì cái là ảnh ngồi ảnh canh à. Ảnh canh để ảnh được ăn bánh mì nóng như vậy nè, ảnh ăn liền đó, nó ngon. Chứ còn mình mà nướng lại nữa thì nó cũng không ngon bằng mà mình mới vừa lấy ra lò như vậy nè cả nhà. Ngon quá, xuất sắc. Ngon cả nhà. Trang sẽ để công thức ở dưới phần mô tả video, cả nhà cùng xem, rồi mình sẽ cùng làm theo giống như Trang như vậy nè, để cho gia đình mình thưởng thức. Dễ làm chứ cũng không có khó đâu. Cái này nếu mà làm dễ làm lắm, không có khó làm. Ngon quá. Mình muốn ăn bánh mì á là mình mất khoảng tầm 1 tiếng rưỡi đồng hồ á là mình có bánh mì mình ăn rồi. Từ lúc mình nhồi bột cho đến mình ủ rồi mình đem đi nướng. Nướng thì dao động từ tùy theo lò nướng thì khoảng độ tầm khoảng từ 25 phút cho đến 30 phút. Như lò nhà Trang á là Trang mở nhiệt độ 200 độ thì Trang nướng ở trong lò 25 phút đó. Còn như nếu mà lò cả nhà mà lò lớn á nhiệt độ nó cao hơn nữa thì mình nướng nó sẽ lẹ hơn. Nhưng mà thường á là trong lò làm bánh mì này á mình nướng á thì mình nên để cái nhiệt độ trung bình vừa vừa thôi, mình không nên để lửa nóng quá. Vì mình để lửa nóng quá là bánh mì mình á, cái da của nó không được giòn mà nó sẽ bị đen, nó làm cứng cái da bánh mì không có ngon. Nên là mình cứ canh mình để cái lửa trung bình cho cái da bánh mì nó ngon. Trang chúc cho cả nhà mình á, làm ra món bánh mì này á, thành công, cho gia đình mình cùng thưởng thức. Bây giờ thì cái video này của Trang nó hơi dài, cho nên nó là Trang xin kết thúc video ở đây. Thì hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo vào ngày mai. Cả nhà đừng quên đăng ký, like, share, ủng hộ kênh của Trang. Vì để Trang làm ra video mới thì cả nhà mình sẽ là người đầu tiên sẽ nhận được cái video đó để mình xem liền. Chúc cho cả nhà ngày mới thật là vui và bình an. Bây giờ thì Trang bye bye và Trang sẽ tạm biệt cả nhà mình. Hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo nha.